Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ cập nhật đến mọi người một số quy định liên quan đến việc tặng quà đối với người có công với các bạn nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thì căn cứ nghị quyết số 05 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức quà tặng 5 triệu 500 ngàn đồng một người bằng tiền mặt vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 hàng năm đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến tổng khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Lưu ý trường hợp một người hưởng nhiều chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thì chỉ được thụ hưởng một suất quà. Theo kế hoạch thì nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tặng quà cho gần 2.900 đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng trên địa bàn. Theo đó, thành phố tặng quà mức 2 triệu đồng một suất bằng tiền mặt gửi tới người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, lão thành cách mạng, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, tiền khởi nghĩa, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến, bị địch bắt, tù đầy, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước, người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước. Trường hợp người đứng tên trong kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước đã qua đời thì đại diện là vợ hoặc chồng hoặc con được tặng quà. Căn cứ nghị quyết số 12 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định quy định thăm tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 với mức quà tặng là 2 triệu 500 ngàn đồng, bao gồm tiền mặt 2 triệu đồng và hiện vật trị giá 500 ngàn đồng. Lưu ý, một liệt sĩ thì đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được nhận một suất quà. Một người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng được nhận một suất quà. Trường hợp một người thuộc hai đối tượng trở lên được tặng quà thì chỉ nhận được một suất quà. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đồng thời hưởng chế độ trợ cấp tuất đối với thân nhân liệt sĩ hoặc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thì được tặng một suất quà theo định suất của người có công với cách mạng và định suất quà theo số lượng liệt sĩ. Trường hợp trong cùng một dịp lễ Tết thì người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ được lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà thì người đó chỉ nhận được một suất quà do lãnh đạo tỉnh thăm tặng. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về mức quà tặng đối với người có công nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tại một số địa phương. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.